có nhiều chuyện chỉ có mình với dòng suy nghĩ của mình là đang làm khó mình thôi. Thực chất á, những người ngoài kia cũng chả thèm quan tâm mình đang làm cái gì nữa. Thật sự, chỉ mình overthinking rồi kìm hãm chính bản thân thôi. Ok, chào mừng các bạn đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Một hành động bạn làm ra, bạn đều có cái suy nghĩ là mọi người xung quanh có thích hay là ghét cái hành động mình vừa làm hay không? Hay là họ có lên án về cái điều đó không? Nôm na bạn là một người, khi mà làm bất cứ điều gì, đều sẽ rất là quan tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh. Nếu mà như vậy, video này là dành cho bạn. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ký Kỳ Cục thì đừng quên kênh Ký Kỳ Cục còn có phiên bản podcast. Các bạn hãy để lại một lượt đăng ký cũng như nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video mới nhất nha. Việc luôn để ý tới ánh mắt của những người khác nó rất là ngột ngạt và cũng rất là mệt mỏi nữa. Sở dĩ mình hiểu rõ cái điều đó vì mình cũng như vậy. Tuổi thơ của mình cũng vì như vậy mà có nhiều điều mình không có dám làm. Và mình tin các bạn ngồi ở đây cũng đã như vậy. Cái này mình không có đổi thừa nha. Cái gì nó cũng sẽ có hai mặt hết trơn á. Hồi nhỏ có những lần mẹ mình dắt mình đi ăn nhà hàng á, thì mẹ mình sẽ luôn nhắc mình như thế này như thế kia, như là con ăn uống phải từ tốn thôi, con đừng có để đồ ăn rơi rớt vào quần áo hay là rơi rớt ra bên ngoài, vân 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 vân. Mình biết mẹ mình hoàn toàn không có ý xấu, nhưng mà không có biết từ bao giờ mình lại vô thức nghĩ rằng những việc mình đang làm là thế giới đều đang dõi theo và sẵn sàng phán xét. Việc để ý tới cảm nhận của những người xung quanh là một việc cần có trong môi trường sống tập thể. Nhưng các bạn có biết, có những lúc mình ước mình có thể cá tính được như một số ít bạn mà vô tình lướt ngang qua cuộc đời mình. Và nếu mà các bạn để ý thì những bạn ấy nó chỉ chiếm số ít trong xã hội của chúng ta thôi. Và đối với những người có xu hướng chống đối, trước khi mà dùng lý trí để mà nhận ra họ đúng hay họ sai, thì mình đã có một cái ánh nhìn khác về họ rồi. Mình nói ra không phải là cổ suý, mà trong ngữ cảnh, trong câu chuyện ngày hôm nay, mong các bạn hiểu. Rõ ràng, cái xã hội mà chúng ta đang sống, lập trình và tạo lập lên cái kiểu tính cách là luôn phải để ý tới cảm nhận của mọi người xung quanh. Từ thế hệ này tới thế hệ khác, cha truyền con nói. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể cố gắng khác đi. Bạn, mình nữa, cũng không có đặc biệt lắm đâu. Nói nghe phật lòng ha. Nhưng mà mình giá như mình được nghe cái câu này sớm hơn một vài năm. Có một lần mình đi ăn tiệc cưới. Thường thì tiệc cưới sẽ là từng bàn có vị trí ngồi cụ thể. Và mình và bạn mình sẽ ngồi ở vị trí là bạn của cô dâu hoặc là đồng nghiệp của cô dâu nói chung ha. Thì lúc tụi mình ngồi ở cái bàn đó rồi, thì bất thình lình cấp trên cũ của tụi mình cũng ngồi vào cái bàn đó luôn. Do có một số ít chuyện cá nhân nên là tụi mình hoàn toàn không có thoải mái với những người cấp trên ấy. Lúc này mình phản ứng, mình bị sốc rồi nha. Mà bạn của mình phản ứng còn dữ dội hơn mình nữa. Bạn sốc mà bạn xịt keo, bạn cứng ngắc, cứng đơ người luôn. Những lúc này ngồi thêm thì không khí nó không có vui. Ăn nó cũng thậm chí là không có vô nữa. Nhưng mà nếu mà đứng dậy đổi chỗ thì nó sẽ hơi kỳ. Thế là mình đấu tranh với dòng suy nghĩ một hồi. Và mình quyết định là mình phải đứng dậy đổi chỗ. Mình tìm một cái cớ dứt khoát đứng dậy và kéo bạn mình đi. Mình biết lúc đó là mình phải dứt khoát, mình phải ưu tiên cho cảm nhận cá nhân của mình. Sau khi ra ngoài sảnh rồi á, thì việc còn lại khá là đơn giản. Mình kiếm một nhóm bạn của cô dâu chú rể, trà trộn vào, làm thân vào, và nhờ họ là nếu mà một lát sau á đi vào bàn ngồi thì cho tụi mình ngồi chung nha. Chiến thần ngoại giao lo hết. Vấn đề ở đây là mình
và bạn mình nói riêng, và mình tin những người đang xem video này nói chung sẽ đều cảm thấy là hơi khó xử nếu mà trong giờ phút ấy đứng dậy đổi chỗ, thì những người còn lại trên bàn sẽ nghĩ như thế nào? Nếu mà chúng ta cứ đắm chìm trong cái dòng suy nghĩ ấy thì chắc chắn chúng ta sẽ càng không dám đứng dậy. Và kết cục chỉ có một mình chúng ta chịu thiệt thôi. Mặt khác, nếu mà giờ phút đó mình và bạn mình chần chừ nữa là sẽ không còn bàn để mà chúng mình có thể ngồi chung được nữa. Lúc đó mình suy nghĩ là nếu mà ngồi lại thì nó cũng không có vui. Tại sao mình lại cứ phải quan tâm tới những cái suy nghĩ, những cái ánh nhìn của mọi người xung quanh chứ? Trong khi họ đâu có đóng góp gì vào cuộc đời của mình đâu. Cái giờ phút mà mình đứng dậy á, trong thâm tâm mình cũng có nghĩ là mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía mình. Nhưng mà thật chất á, người thì bấm điện thoại, người thì nói chuyện với người kế bên. Cũng có nha, có một người hỏi mình là ủa tại sao đổi chỗ vậy? Thì mình cũng kiếm một cái lý do trả lời cho có. Chứ mình cũng không phải là cái kiểu người chống đối ra mặt. Mà điều quan trọng ở đây là gì mọi người biết không? Là mình cảm thấy á, có nhiều chuyện chỉ có mình với dòng suy nghĩ của mình là đang làm khó mình thôi. Thực chất á, những người ngoài kia cũng chả thèm quan tâm mình đang làm cái gì nữa. Thật sự, chỉ mình overthinking rồi kìm hãm chính bản thân thôi. Bởi cái suy nghĩ á, là mình cũng không đặc biệt gì lắm đâu. Nó cho mình cái sự tự do. Nên là sau này khi mà đi ăn với mẹ mình á, mẹ mình cũng thường hay nhắc mình là con, khi mà đồ ăn ra, con đừng có trợn mắt trợn mồm, đừng có bày tỏ cảm xúc thái quá hay là nhún nhảy khi ăn như vậy, nó kỳ lắm. Mình chỉ đơn giản trả lời mẹ mình lại là mẹ à, con biết bản thân con đang làm gì và con thoải mái với điều đó. Mẹ có thể đừng có đưa vào đầu con cái suy nghĩ là cả thế giới, những người xung quanh đang luôn quan sát và sẵn sàng phán xét con. Có được không ạ? Cái việc bạn biết luôn có người dõi theo bạn đó, nó cho bạn cái quyền được tự hào về chính bản thân bạn. Sâu xa hơn là cái lớp ý nghĩa bạn đang thực sự tồn tại. Thật sự thì đây cũng không phải là một cái suy nghĩ xấu gì để mà bạn chọn cách bài trừ nó. Nhưng mà cái gì quá thì nó cũng không hay. Việc luôn suy nghĩ như vậy nó kìm hãm bạn rất rất là nhiều. Thay vì luôn chú ý tập trung ra bên ngoài thì hãy cố gắng quay trở lại bên trong, hiểu chính bản thân bạn hơn. Cảm xúc của cá nhân thì nên được ưu tiên. Nói ít, hiểu nhiều. Tập trung vào nhu cầu của bản thân, những lúc như vậy, nó hoàn toàn không thoải mái một tí nào cả. Nhưng mà nó thật sự là cái giá xứng đáng để bạn có thể được sống cuộc đời của chính bản thân bạn. Ok, đó là tất cả những gì mà muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này. Nếu mà có bất cứ câu hỏi nào thì cũng như là đóng góp ý kiến thì cứ để lại bình luận phía bên dưới. Và cảm ơn các bạn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.